iPhone Cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023. Mình đóng đơn hàng cho bạn Nguyễn Thị Thu Vân ở Phú Tân An Giang. Của bạn là một cối 30 lít, 10 bếp phun và một bao cát Thạch Anh. Mình chia đơn hàng của bạn ra làm hai kiện nhé. Kiện 1 là cối 30 lít và 10 bếp phun. Đây là cái cối gọi là cối cuối cùng của cái đợt này. Đây, bán tưởng bán không chạy mà bán chạy không tưởng. Tưởng không chạy mà chạy không tưởng. Đây cái đầu này thì lắp cho những cái máy có công suất lớn này. Các bạn thì mình sẽ lắp cho cái đầu bán bếp carbon. Đây là một các bạn lắp đầu hợp kim. Hợp kim đây. Bạn lấy thêm 10 bếp nữa. Nhìn chung là các bạn cứ alo, mình sẽ tư vấn máy của các bạn như thế nào thì bán nó sẽ phù hợp. Riêng mình bán lúc nào mình chăm sóc khách hàng, mình không bao giờ mình bỏ khách hàng theo kiểu để bán được hay không là tùy đâu. Mà các bạn mua là phải bắt buộc phải bán thành công. Thành công là những bạn có máy đăng ký rồi các bạn phải nhắn cho mình để mình xem. Nhiều bạn không hiểu có máy 1-2 HP nhưng các bạn vẫn cứ mua bằng được thì mình không bán. Bởi vì là bán thế xong về các bạn bắn nó không bắn được. Bắn nó không bắn được thì nó lại đổi cho tại cối thế nọ thế kia. Bình thường các bạn biết là bắn nó đạt tầm độ 3 cân mới bắn được. Thì cái 3 HP nó mới đạt 2.800 vòng trên phút. Nên là chỉ được tầm 2 cân rưỡi. Đấy, các bạn bắn nó phải đạt 3 cân trở lên. 2 cân rưỡi cũng bắt đầu bắn được rồi nhưng mà nó sẽ yếu. 3 cân thì bắn nó mới mạnh. Mình ép cho bạn nhé. Ép như này về các bạn bắn đây lắp sẵn cho bạn một cái bếp ở đây rồi. Về bạn chỉ cần bắn thôi. Đấy các bạn cứ mở khóa ra các bạn bắn. Đây đi đường thì mình sẽ tháo này ra này. Về các bạn lại lắp vào là xong. Hàng lắp sẵn là mình hết không còn mai bắt đầu lại nhập tiếp. Được rồi các bạn, trong tháng trước thì các bạn đang nó mới ra cái máy tuần hoàn nên là một số bạn đang phải là đang quan sát để xem nó có bắn được không. Thì bắt đầu sang tháng vừa rồi thì các bạn đã mua rất là nhiều. Tháng trước nữa các bạn còn quan sát, tháng vừa rồi thì các bạn mua rất nhiều rồi. Mua nếu các bạn bỏ ra cái cối này tầm 5 triệu các bạn mua thêm cái máy nén khí là 10 triệu nữa thì bắn ok. Các bạn mua tuần hoàn thì 30 triệu hoặc là 50 triệu vẫn phải thêm một cái máy nén khí là 15 triệu nữa mới bắn được.
còn hoàn mình cũng có nhưng mà mình không muốn bán. Tới mình bán, mình sẽ bán rẻ hơn rất nhiều. Do những bạn nào bán yêm mộ thì các bạn yêm mộ thì các bạn có thể bán được. Còn sản phẩm này của mình gọi là sản phẩm đa lăng, bán được tất cả các chất liệu. Bia mộ rồi thì nhám kính rồi thì sắt, gỗ, CNC vân vân. Mình có một máy tuần hoàn, các bạn cứ mua cối này xong rồi về chỉ lắp vào cái tuần hoàn đấy là bắn thôi, nó sẽ rẻ được cái là các bạn bắn sẵn cối rồi. Rẻ hơn được cái đấy. Bạn lấy thêm 10 cái bếp nữa này. Đóng cửa xét. Đây mình sẽ gói là bọc ở đây cho các bạn. Lấy thêm 10 bếp nữa. 2 4 6 8 10 bếp của bạn, 10 bếp nhé. Trong này có một bếp nữa lắp sẵn đây, tặng bạn một thêm một bếp nữa đấy. Các bạn nào mua cối thì mình sẽ tặng thêm một cái bếp. Một cái này thì các bạn trung bình các bạn sẽ bán được tầm độ 20 cái bia. Nếu những bạn mới bán thì các bạn mới bán thì thường bao giờ cũng chưa kinh nghiệm, các bạn bán sẽ lâu hơn, chăm hay không bằng tay quen. Khi các bạn làm quen rồi thì các bạn bán nó cũng nhanh hơn. 10 cái bếp của bạn mình cho vào đây. Cho bạn thêm một cái cuộn băng tan này về, bạn có thể là chỗ nào nó xì thì bạn tự lắp vào hoặc là tự kết nối mình tháo ra để mang đi đường cho nó an toàn. Của bạn này là một cối và một bọc cát. Bạn này tận An Giang hơi xa. Bạn này bạn cũng băn khoăn mà mua cả bộ nhưng mà sợ không dám gửi tiền trước. Không dám gửi tiền trước, nhưng máy khí thì mình gửi tiền trước, mình gửi xe. Xe đi nó an toàn. Các bạn theo dõi thì các bạn biết mình gửi hôm nay cũng một bộ gửi đi Linh Bình. Các bạn cứ chuyển tiền trước, kể cả trong đêm mình cũng cho xe chuyển đi, gửi xe đi hết. Nếu các bạn băn khoăn thì bạn cứ lấy máy lấy khí ở khu vực các bạn, xong các bạn lấy cối hết được. Riêng máy lấy khí thì bên mình máy nó máy công ty chuẩn nên là phải xuất tiền thì công ty mới xuất hàng. Các bạn cẩn thận quá mà mình gửi xe bây giờ thì các bạn biết là gửi xe mà tiền là gửi trước, còn nhà xe mình làm hợp đồng với nhà xe rồi họ chỉ lấy tiền cước thôi, chứ bây giờ nhà xe lại đến thu tiền hộ nữa thì nó phức tạp lắm. Nên là nhà xe giờ chỉ thu tiền cước của khách, thậm chí là mình hỗ trợ cho các bạn 50% tiền ship. Phần lớn là ở gần đây mà các bạn lên tận nơi thì các bạn được miễn ship, còn những các bạn ở xa thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm 50% tiền ship. Riêng cối này là ship miễn phí,
còn cáp với lại máy nén khí thì giảm 50% tiền ship. Các bạn cứ nhắn họ tên, địa chỉ, số điện thoại ở đâu là mình sẽ lên đơn cho các bạn luôn, chỉ cần huyện với tỉnh thôi là biết được cái tiền ship của các bạn bao nhiêu, sẽ có những cái tính phí ship ngay gửi luôn cho các bạn xem. Mình gửi bên bưu điện và bên Viettel là họ có sẵn phần mềm đấy rồi, tính phí sẵn cho các bạn, gửi cho các bạn xem luôn, hỗ trợ 50% tiền ship trong toàn quốc. Ví dụ như bao cát 50 cân mà gửi vào An Giang này thì nó mất tầm độ, không biết là sáng nay tra cho bạn này hết hết bao nhiêu, chắc phải hết tầm gần 400. Thì hỗ trợ các bạn 200 thì các bạn chỉ mất 200 thôi. Cái này thì mất hơn 200 tiền ship thì mình hỗ trợ các bạn. Bọc cho các bạn cho nó cẩn thận cái đi đường cho yên tâm. Nhiều khi là cái tai này mà về nó cong đi thì đây cái tai của cái máy này. Tai này là làm bằng thép dẻo. Nó cứ bọc cho các bạn cho nó yên tâm, không phải về nó lại gãy thì nhiều bạn không thích, không ai thích cả. Cái thép này thì nó có cong thì các bạn chỉ việc lấy mỗi cái, lấy mỗi cái kìm bẻ là cái là xong thôi, nhưng mà không ai thích thế. Bọc cho các bạn này cho nó. Như này về cho nó an toàn. Ai cũng thích khi nhận hàng là phải còn nguyên vẹn đẹp, không xây xước một tí nào. Nhưng mà trường hợp đi gửi đi đường thì khó tránh rồi các bạn rồi. Khó tránh là cái xây xước một ít sơn thì các bạn phải thông cảm. Như này là ok rồi. Bọc cho các bạn thêm một lượt này nữa nào. Về nhà nhận là vẫn còn mới toanh 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 ngay. Cái này là hai anh chị là cũng, hai anh chị là cũng cẩn thận lắm, xem xét suốt suốt một tuần nay rồi mới đặt. Các bạn cứ lên trang Zalo của mình thì biết mình gửi hàng suốt ngày. Gửi hàng nó có số điện thoại của cả khách hàng đây. Các bạn không tin các bạn cứ điện cho khách hàng là biết. Sản phẩm kém thì người ta không có ý kiến ngay. Chẳng có ai mà kém được, bởi vì khách nào bắn không được cái là họ sẽ có ý kiến với mình. Không được thì nó là do kỹ năng bắn. Kỹ năng bắn thì chỉ cần hướng dẫn cái là bắn được ngay. Nó chỉ có ba cái khóa. Các bạn ví dụ các bạn mở cát nó nhiều quá nó tắc thì các bạn lần sau các bạn mở ít cái là bắn được ngay. Đây, khóa cát đi. Khi mở các bạn chỉ nhích thêm một xuống một chút thôi thì bắn được. Các bạn này mở một cái bịch cái xuống hết cả như thế này thì cát nó ra nhiều quá thì nó, cái lỗ bếp thì nó bé thì nó tắc. Cái lỗ bếp các bạn hình dung nó bé như này, các bạn mở cát ra nhiều quá làm sao nó sẽ tắc. Mở ra ít một thì các bạn bắn được ngay, thế thôi, đơn giản. Nói qua cái là các bạn đã hiểu ngay rồi. Đây chia ra hai đơn nhé. Một đơn này là cối 30 lít này. Một bao cáp thì mình sẽ đóng riêng.
Lên em đóng cho anh cái đây rồi, lên trên kho đóng bao cát để làm luôn cái bia này cho khách xem luôn nhé. Bắn cho các bạn xem luôn cái này, các bạn thấy không? Kiếm ăn nó rất dễ. Đây mình nhận là 800 một cái, 40, 30, 40 này, 800 một cái mà cái bia ảnh 25, 35 này cũng 800 một cái, 800 nghìn cái, 1,6 triệu chỗ này, hai cái này. Các bạn xem là làm có nó nhanh, làm cho các bạn xem nó có nhanh, kiếm tiền nó có dễ. Các đại gia bất động sản giờ chuyển sang bán bia mộ hết. Bán cho hai bạn ở Hải Dương. Một trước em mua cả dãy có phải mua lô đâu. Nhưng bây giờ không bán được để tiền vứt vào đấy. Không có đủ tiền để mà đóng ngân hàng. Nãy ngân hàng nó lên nhiều quá, bây giờ nó bắt đầu quay sang mua máy này về để phun. Bắn các villa ấy, bắn nó sạch hết cái sơn cũ đi xong để sơn lại. Khâu này rất quan trọng, là khâu xịt. Xịt này để cho nó, để can nó dính chặt xuống mặt đá là một, thứ hai là nó còn ít oxy nào thì nó sẽ mất hết. Nếu các bạn làm sao bắn nó cứ rỗ rỗ đấy là nó còn có oxy. Thì oxy mà bắn cát vào thì nó vỡ ra. Nó vỡ ra là nó không chặt. Như này là ok. Như này là bắn không? Mình sẽ quay cho các bạn xem. Quay bắn cho các bạn xem nhé. Đây còn một cái cố bao cát ở lên kho đóng cho các bạn. Mà hôm mới vứt cát ở nhà, hôm nay thì cát để hết cái kho. Mời các bạn theo chân mình ra xem mình bắn nhé. Bắn cái cả hai cái này đều phải bắn để hôm nay khách lấy này. Bắn cái này trước nhé. Bắt đầu nha các bạn nha, cối đây này, cho hơi lên 3 cân này. À, lắp hơi vào này. Đây mình cứ để sẵn như này. Rồi lắp cái là mình lắp vào thôi. Hơi này rồi thì đây, lắp cái này vào xong này. Mở cái này sẵn 1/2 này. Cho hơi vào 3 cân này. Đấy, để ổn định như này. 2 cân rưỡi bắn được rồi. Xong mở cát ở đấy này.
tiếp cục đến em ảnh nha. Bây giờ đã sắp tối rồi. Đây bắn em em bắn cho cụ Dương Ngọc Thái nhé. Muốn bắn đẹp thì chỉ bắn 2,5 cân thôi. 2,5 cân 3 cân nữa rồi. Thì mới đẹp được. Phạm.
hiểu chưa? Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán sỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp chọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Mimaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.